Ok, hello, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh trải nghiệm và review. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào chế độ giải trí nè. Để xem là có cái gì mới không. Vẫn không có cái gì mới luôn hả mọi người? Chán thế nhờ. 10v10 mình vẫn chưa không chơi được. Hồi nãy bây giờ đấu hoảng loạn tí vào ta. À, đi rồi. 3v3, ok. Chúng ta sẽ chơi 3v3 nha. Để xem chế độ mới này nó như thế nào. Xem con nào lâu rồi chưa chơi. Đi rồi. Ok. Mình sẽ chơi con Silica nha, lâu rồi không chơi con này luôn. Rồi đi. Có cái gì trong này không? Cái gì đâu? Ôi bạn ơi. Xin lỗi mà, mình xin lỗi. Các bạn đừng làm như vậy. Cái gì phép không vậy? Lên kháng phép thôi. Mày giỡn như tao hả mày? Gì căng? Gì căng? Tụi bay làm gì trong đó nhỉ? Ô trời đất ơi. Không kịp tao biết. Mày ngu. Ở đây là Florentino. Ngốc thiệt sự luôn. Đánh lại giữa rồi mà cứ thích muốn. Toàn phép của mình không có gì mà chơi được với nó luôn á. Đúng là gặp mấy thằng Thor Latino thì thằng nào cũng muốn. Không chết luôn á. Thôi. Thế này thì thôi. Follow ơi là follow. Múa xong là 2.800 tiền. Thật là thông minh. Đỡ hộ. An ally
Chạy thôi, chạy thôi. Giờ ta nó bay 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 đấy. Trời ơi, nó trâu kìa. Chịu. Mình chơi chế độ giải trí thì giải trí, nhưng mà thua toàn bộ luôn á mọi người. Chưa thắng được trận nào luôn á. Tính ra con Silica này mạnh chứ đâu có yếu đâu. Mà rất là tiếc là bên kia nó quá mạnh. Còn bên mình thì... Trời ơi. Thế này làm sao mà thắng được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp các bạn các video tiếp theo. Bye bye.